Xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bố cục của một thiết kế trên Canva. Bố cục của một thiết kế trên Canva sẽ bao gồm 4 thành phần chính sau đây. Thứ nhất đó chính là ảnh. Thứ hai đó chính là phông chữ. Thứ ba đó chính là màu nền. Và thứ tư đó chính là họa tiết trang trí. Đối với ví dụ này thì các bạn thấy rằng phần ảnh của chúng ta đó chính là những chiếc cốc nước ở đây. Tất cả những cái phần chữ ở đây đó chính là phông chữ. Thứ ba đó chính là màu nền hoặc là nền ảnh. Thì các bạn có thể thấy rằng là toàn bộ cái phần thiết kế này được sử dụng màu nền đó chính là màu vàng. Và cuối cùng đó chính là họa tiết trang trí. Thì các bạn có thể thấy rằng họa tiết trang trí trong ví dụ này đó là những chiếc lá. Đây các bạn thấy rằng này, những chiếc lá ở đây và ở đây. Thì đó chính là những cái phần họa tiết trang trí ở bên ngoài. Chúng ta sẽ cùng đến một ví dụ tiếp theo. Ví dụ này thì các bạn thấy rằng là phần ảnh chính là những cầu thủ của chúng ta. Và toàn bộ cái phần chữ phía sau này, chữ ở trên đây và ở đây thì nó là phông chữ, đúng không ạ? Và thứ ba đó chính là phần màu nền. Màu nền ở đây sử dụng một cái gam màu, đó chính là màu xanh dương đậm. Và những chiếc cúp ở đây, đó chính là họa tiết trang trí. Ví dụ thứ ba thì các bạn thấy rằng là phần ảnh của chúng ta đó chính là ca sĩ và diễn viên, đúng không ạ? Thì đây chính là ảnh. Và thứ hai đó chính là phần phông chữ. Phông chữ ở đây thì các bạn thấy rằng là tất cả những cái phần chữ ở đây sẽ đều được thể hiện dưới một cái dạng phông chữ nào đó, đúng không ạ? Đây chính là cái yếu tố thứ hai. Các bạn thấy rằng là thiết kế này sử dụng màu nền đó chính là màu da cam, đúng không ạ? Cũng chính là màu chủ đạo của Shopee. Và cuối cùng đó chính là phần họa tiết trang trí. Đây chính là những cái phần họa tiết trang trí, là những cái đồng tiền này các bạn này, hay là những cái biểu tượng mạng xã hội, đúng không ạ? Thì đều là những cái phần họa tiết trang trí. Và trong video sau thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cụ thể hơn về 4 thành phần này các bạn nhé. Qua đây thì nếu như các bạn muốn mua tài khoản Canva Pro để phục vụ cho thiết kế thì các bạn có thể liên hệ với mình qua thông tin ở dưới phần mô tả của video các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.